Cây mai hay còn gọi là cây hoàng mai thuộc giống mai tiến vua là của anh Lê Quang Toàn, SN 1965, ngụ phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, trưng bày tại Hội Hoa Xuân 2019. Anh Toàn cho biết cây mai này có tuổi đời gần 100 tuổi, được anh mua về cách đây 17 năm. Suốt thời gian đó anh chỉ tưới nước và cắt tỉa, anh không tác động đến dáng cây, để nó lớn tự nhiên. Trước đây có người trả gần 1,5 tỷ đồng nhưng anh không bán. Đây là giống mai quý hiếm, giá trị rất cao. Thời điểm này, có người trả gấp đôi số tiền trên nhưng anh không bán, chủ nhân cây hoàng mai nói rằng sẽ bán cho ai trưng đủ 5 tỷ đồng. Cây mai cao khoảng hơn 2m, có hình dáng nghiêng về một bên với hình thù độc đáo, kỳ lạ. Khi cây mai này được đưa về trưng bày tại đây, có nhiều người hiếu kỳ kéo nhau đến chiêm ngưỡng và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cây mai đắt giá này. Anh Toàn đặt tên cho cây mai này là Bản Phong hồi đầu, bởi theo lý giải của chủ nhân thì bao năm qua chăm sóc, mưa gió, bao bùng nhiều lúc xô ngã nhưng nó quật khởi, sống kiên cường. Cây hoàng mai này là giống tiến vua, thời vua chúa hay chơi, hoa nó có mùi thơm rất đặc trưng, anh Toàn chia sẻ. Clip, cây hoàng mai 5 tỷ đồng được giao bán tại Quảng Bình. Nói về cây hoàng mai này, ông Nguyễn Tiến Ngự, chủ tịch Hội Sinh vật Cảnh Quảng Bình đánh giá cây có giá trị nghệ thuật rất cao và đã có tuổi đời gần cả trăm năm. Bây giờ tại Quảng Bình nó là độc nhất vô nhị,